Ấn Độ vượt quá cột mốc 9 triệu ca nhiễm COVID với 45.882 ca mới được ghi nhận trong 24 giờ qua, theo Bộ Y tế ngày 20 tháng 11. Ấn Độ là quốc gia thứ hai vượt hơn 9 triệu ca virus corona sau Mỹ, nhưng số ca nhiễm trên đà chậm lại sau khi lên đến cao điểm vào tháng 9. Số người chết tăng thêm 584, nâng tổng số tử vong hiện nay là 132.162 người, theo Bộ Y tế Ấn cho hay. Các giới chức chính phủ và các chuyên gia cảnh báo là Ấn Độ còn có thể chứng kiến một đợt tăng COVID nữa sau lễ Diwali được kỷ niệm trong tháng này. Tại thành phố công nghiệp Ahmedabad, nhà cầm quyền loan báo lệnh giới nghiêm 57 giờ bắt đầu từ 9 giờ tối ngày 20 tháng 11 để ngăn dịch bệnh lây lan. Trong khi đó, người đứng đầu y tế của tiểu bang Haryana, miền Bắc Ấn Độ, đã được tiêm vaccine thử nghiệm Covaxin được chế tạo trong nước.